Cho mình nha. Bây giờ thì mình sẽ bẻ cái này ra cho các bạn xem là nhân ở bên trong nó như thế nào và đặc biệt như thế nào nha. Đây mình sẽ lựa một em. Giờ các bạn ơi, giống như chàng nặng mụn nha. Nó xịt ra. Đây. Đây là nhân bên trong nè các bạn. Các bạn thấy không? Quá chừng trứng cá luôn. Mình sẽ đưa gần hơn cho các bạn xem nha. Mình thử rất là thơm luôn nha. Bây giờ thì mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Ở đây thì mình chuẩn bị tương ớt nè, với lại rau cải. Cái này thì nó bị hồi nãy nó nóng á, mình bỏ vô nó bị héo. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rất là thơm luôn á các bạn. Ăn một miếng nữa rồi nói cảm nhận cho các bạn nghe. Ở bên trong mình trứng cá hồi. Chả cá thì mình ăn rất là nhiều rồi, nhưng mà chả cá mà ở bên trong là trứng cá thì lần đầu tiên mình ăn luôn. Thì á, cái vị của chả cá thì các bạn cũng biết rồi, nó cũng giống như những cái loại chả cá bình thường, nhưng mà ở trong á, mấy cái hạt của cái trứng cá này nè, nó có rất là nhiều hạt nhỏ nhỏ nhỏ. Mình ăn vô mình nhai, nó giòn giòn, mình nó thơm thơm béo béo, đã lắm. Giống như ăn sushi vậy các bạn. Sushi phủ trứng ở trên. Nhưng mà chả cá thì ngon hơn nha. Trứng cá tan ra trong miệng luôn, ăn rất là thích luôn các bạn ơi. Mình sẽ kẹp rau. Mình thấy cái này ngon hơn. Ngon hơn chả cá bình thường.
Một bịch này mình mua là bao nhiêu tiền đó mà không nhớ nữa, mà khoảng khoảng năm sáu chục ngàn gì đó, mà không nhớ chính xác nữa. Ăn rất là ngon luôn. Cái này á, các bạn có thể nấu cà ri, làm được nhiều món khác nhau nữa, nấu lẩu cũng được. Trứng cá dăng ra ngập mồm luôn các bạn ạ. Cái này cũng chiên nhanh lắm, nhưng mà mình phải bảo quản đông nha các bạn. Cái trứng cá bình thường á, mình sẽ ôi lộn, cái chả cá bình thường mình sẽ bảo quản ngăn mát là được rồi, nhưng mà cái này mình phải bỏ vô ngăn đông để trong nó có trứng cá. Mình phải gã đông. Mình phải gã đông thôi, mình mới đem đi chiên. Này là thử bông cải chấm tương ớt chưa các bạn? Cũng được, ăn những phong cách Hàn Quốc á. Trứng cá đảo mà mọi người bay lắm, ngon. Cái này thì mình mua ở trong siêu thị em á, không biết là siêu thị bình thường có bán không ha, mình mua trong siêu thị Hàn Quốc á. Báo do mình lót cái dĩa ở dưới để quay lên cao cho các bạn xem, nên nhiều khi mình ấy tay quay lại nó hơi bị lắc á, nghe thông cảm nha, cái dĩa nó bị lắc rồi, không biết là mình ăn hết cái dĩa này không nữa.
Nhìn nè các bạn đã ghê chưa, ai mà mê ăn trứng cá gì món này nè. Số 1 đây là trà artiso này cả nhà, mình mới đi lấy. Rất là ngon luôn, mình đã ướp lạnh rồi, uống rất là mát. Số 1 cũng khá là giòn, không biết các bạn nghe tiếng không không. Ăn hai cá mực nữa. Các bạn ơi, các bạn nào mà chưa thử cái món chả cá mà có nhân là trứng cá thì hãy thử một lần đi, bởi vì nó sẽ cho các bạn cảm giác rất là lạ. Trứng cá nó sẽ rất là giòn giòn mà nó tan ở trong miệng á, có rất là nhiều hạt li ti, ăn rất là thích luôn. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video sau nhé. Bye bye.